Nhằm thực hiện lời cam kết hợp đồng với khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife, tối ngày 28 tháng 5, tại nhà hàng Quỳnh Quang, phường Phước Hội, công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife tổ chức chi trả tiền cho hai khách hàng không may tử vong. Tại buổi chi trả quyền lợi bồi thường cho khách hàng tử vong trước sự tham gia của hơn 200 đại biểu, công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife đã giải quyết quyền lợi bồi thường số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng cho người thân của một khách hàng không may tử vong vì tai nạn giao thông và chi trả quyền lợi cho một khách hàng không may tử vong vì điện giật với số tiền 340 triệu đồng. Với số tiền chi trả trên, công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife mong muốn phần nào chia sẻ sự mất mát, đau thương đến các gia đình không may có người thân tử vong, mong các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Nhân buổi chi trả quyền lợi khách hàng tử vong, ông Lê Thanh Việt Hùng, giám đốc cấp cao của bảo hiểm nhân thọ Manulife Laji đã giới thiệu về quá trình thành lập và phát triển của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam. Là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, Manulife bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 1999. Sau gần 20 năm hoạt động, Manulife Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và trở thành một công ty hàng đầu thế giới cung cấp hàng loạt các sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm, đầu tư, giáo dục, sức khỏe và hưu trí với chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng.